Thưa quý vị, không để nước bị nhiễm mặn, không để thiếu nước sinh hoạt luôn là mối quan tâm lớn của Đà Nẵng. Và để giải bài toán này, thành phố đang huy động tối đa các nguồn lực để nâng cao công suất cung cấp nước và ứng phó với nước nhiễm mặn. Vào những năm 2019-2020, tại Đà Nẵng, nhiều thời điểm để xảy ra tình trạng nước sinh hoạt bị nhiễm mặn nghiêm trọng, thậm chí có lúc độ mặn tại Cầu Đỏ lên 10.000mg trên 1 lít, tương đương 1/3 độ mặn của nước biển, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn và Đà Nẵng phải vất vả ứng phó. Hai năm trở lại đây, hình ảnh này gần như đã không còn. Có nhiều cư dân, trong đó có nỗ lực nhất định của ngành cấp nước, không chỉ triển khai giải pháp ứng phó nước nhiễm mặn hiệu quả trên sông Cẩm Lệ, khai thác tối đa nguồn nước ngọt từ đập dân An Trạch, đơn vị còn từng bước cải tạo cửa thu nhà máy nước Cầu Đỏ, và từ cuối năm 2021, công ty đã đưa vào vận hành dây chuyền xử lý nước sinh hoạt tại nhà máy nước Cầu Đỏ với công suất 60.000 khối trên một ngày đêm, nâng tổng công suất cung cấp nước cho toàn thành phố lên 350.000 khối trên một ngày đêm. Công suất cấp nước trong toàn thành phố Đà Nẵng hiện nay theo công suất thiết kế tất cả các nhà máy chúng tôi hiện có thì tầm 350.000 khối ngày đêm. Trong cái đó là hiện nay chúng tôi mới khai thác 325.000 khối ngày đêm. Ngày cao điểm nhất thì khoảng 340.000 khối ngày đêm. Như vậy là công suất cấp nước vẫn đảm bảo an toàn cho nhân dân thành phố ngay cả thời điểm nắng nóng. Một dự án quan trọng hiện đang được Dawaco triển khai đó là nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch lên gấp đôi từ 210.000 khối một ngày đêm lên 420.000 khối một ngày đêm và đầu tư tuyến ống từ An Trạch về Cầu Đỏ. Dự án có tổng kinh phí lên đến 360 tỷ đồng do Dawaco tự bỏ ra đầu tư. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chống nhiễm mặn nguồn nước sinh hoạt. Theo đó, nếu sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, Dawaco sẽ lấy nước ngọt từ đập dân An Trạch, đảm bảo đủ nước phục vụ cho toàn thành phố. Cái dự án này khởi động vào tháng 3 năm 2022 và đến nay đã qua 4 tháng thi công rồi. Cơ bản công trình khởi động đã trúng tiến độ và về cái hạng mục trạm bơm phòng mặn An Trạch này, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành cuối năm 2022 này. Còn song song với việc đầu tư xây dựng cái trạm phòng mặn này thì chúng tôi song song tiến hành với xây tuyến ống truyền tải. Như vậy tuyến ống truyền tải nó sẽ chậm hơn so với cái vì đường km thi công dài qua nhiều khu dân cư và nhiều qua đường sắt có những cái trở ngại thủ tục, cho nên chúng tôi đầu tiến độ thi công của cái trạm của tuyến ống nó chậm hơn vài tháng. Nhưng mà việc đảm bảo thì tới mùa khô năm 2023 thì toàn thành phố sẽ có đảm bảo nếu có mặn thì chúng tôi sẽ vận hành hoàn toàn trạm bơm phòng mặn An Trạch lên 420 khối ngày đêm. Hiện công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng cũng đã dành nguồn vốn đáng kể triển khai hàng loạt tuyến ống truyền dẫn ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, đồng thời đang xúc tiến chuẩn bị đầu tư để nâng công suất nhà máy nước Hòa Trung từ 10.000 lên 20.000 khối trên một ngày đêm.